chào quý vị và các bạn. Ngày nay nhu cầu sản xuất về máy làm cả ống bia đang được rất nhiều người quan tâm. Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cũng như mang lại nguồn kinh tế cao cho nhà sản xuất, thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một máy làm đá ống bia đáp ứng tốt được những nhu cầu nêu trên. Đây là một chiếc máy làm đá viên công suất 5 tấn IVA 5T do công ty Việt An sản xuất với kích cỡ đá có đường kính 47mm. Đá thành phẩm thường được sử dụng để uống bia. Toàn bộ kết cấu bên ngoài của sản phẩm được làm bằng thép không gỉ, giúp máy chống bị ăn mòn cũng như dễ dàng vệ sinh linh kiện bên trong. Các linh kiện như máy nén, bình ngưng, tháp giải nhiệt đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khuôn của máy làm đá uống bia được làm bằng chất liệu inox 304, dung môi làm lạnh R22. Dao cắt đá cũng được làm từ inox, trục chính dao là inox đặc, được hoàn thiện từ máy cắt CNC hiện đại nên bộ dao cắt tạo ra đường cắt gọn gàng và gần như không có vụn đá. Đặc biệt, đây là bộ phận hoạt động nhiều nhất nên luôn yêu cầu cao về độ bền. Tủ điện điều khiển có phần mềm được lập trình sẵn, đảm bảo cho máy được hoạt động ổn định, dễ dàng vận hành. Máy làm đá viên uống bia được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty Việt An. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn, uy tín tại Việt Nam, chuyên nhập khẩu và phân phối các loại máy sản xuất, dây chuyền lọc nước tinh khiết hay máy làm đá viên công nghiệp với đa dạng công suất và chất lượng sản phẩm an toàn, đạt hiệu suất lớn, giảm nhiều chi phí, tiết kiệm tối đa điện năng. Để khách hàng có những trải nghiệm cũng như sản phẩm chất lượng, an toàn trong quá trình sản xuất, Việt An không ngừng nghiên cứu, phát triển, cải tiến sản phẩm cả về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm của mình. Đầu năm 2022, Việt An cũng đưa ra thị trường sản phẩm máy làm đá viên sử dụng máy nén trục vít với hệ thống điều khiển thông minh qua màn hình cảm ứng. Chào cả nhà nhá. Hôm nay review cho các bạn một cái sản phẩm máy đá mới. Máy này thì được sản xuất theo công nghệ 5202 và chúng tôi đảm bảo với các bạn là có 3 vấn đề mà các bạn cần quan tâm. Đây chính là một bước tiến vượt bậc của Việt An trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh máy làm đá viên. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của một khách hàng khi được trải nghiệm đá viên thành phẩm từ máy làm đá viên Việt An. Chỉ có vậy thôi. Một là đẹp, hai là nó được lâu. Vâng. Ở trong một viên. Vâng. Có khi là dùng rót bia 2-3 lần cũng đúng rồi. Đấy. Đúng.